Cộng đoàn phục vụ rất thân mến, thực trạng của xã hội hôm nay, lối sống bừa bãi, ích kỷ, mân muốn lọc lừa vẫn diễn ra. Thêm vào đó là lối sống thiếu nhân bản, thiếu tinh thần chung. Tất cả đang len lỏi vào đời sống của cộng đoàn giáo xứ, chúng gây ảnh hưởng rất nhiều trong đời sống đạo. Vì thế, đâu đó còn có nhiều người trở nên men xấu, làm chia rẽ, kéo bè kết phái, gây biết bao nhiêu là rắc rối, chia rẽ ở trong cộng đoàn giáo xứ. Các bài đọc lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết giúp nhau nên hoàn thiện và cùng nhau xây dựng cộng đoàn giáo xứ nên tốt đẹp hơn. Trong bài đọc 1, Thiên Chúa nhắc cho tiên tri Ezekiel về trách nhiệm của ông là phải giúp anh em mình sửa lỗi. Dù người anh em có lắng nghe, đón nhận hay không, ông vẫn phải lên tiếng. Bởi lẽ lời nói của ông không xuất phát từ miệng ông, nhưng đến từ Thiên Chúa. Ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho Israel. Ngươi sẽ nghe lời từ miệng ta và thay ta báo cho chúng biết. Không những thế, Thiên Chúa còn đòi hỏi chúng ta phải chịu trách nhiệm về số phận của anh chị em mình, nhất là khi người đó đi vào con đường sai lầm mà mình không lên tiếng cảnh báo. Vì ngôn sứ không vật tội và kẻ gian ác phải chết, thì ngôn sứ phải chịu trách nhiệm về cái chết đó. Như thế, bổn phận sửa lỗi cho nhau không còn là việc làm tùy ý, mà là một đòi hỏi trong ơn gọi của niềm tin và tình yêu. Do đó, việc sửa lỗi cho nhau có hiệu quả thì cả là một nghệ thuật. Nghệ thuật ấy được xây dựng trên một cụm từ mà hôm nay Chúa Giêsu đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong bài tin mừng. Đó là cụm từ người anh chị em của ngươi. Vâng, chỉ khi chúng ta nhận ra được người cần được sửa lỗi kia là người anh chị em của mình, là người thân của mình, thì chúng ta mới có thể tôn trọng nhau đủ, mới tin tưởng vào khả năng và quyết tâm sửa lỗi của người anh chị em đó. Như thế, chúng ta mới đủ tế nhị để giúp người anh chị em sửa lỗi khi chúng ta dám nói thẳng, nói thật trong tình yêu xây dựng. Hơn thế nữa, việc sửa lỗi còn là một nghệ thuật khi chúng ta làm theo một trình tự mà Chúa Giêsu đã dạy, là đi từ sự kín đáo đến sự công khai. Nếu anh chị em ngươi chót phạm tội, thì hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó thôi. Sửa lỗi từ sự kín đáo, tôn trọng. Nhưng nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hoặc hai người nữa. Và rồi, nếu nó cũng không chịu nghe, thì trình với cộng đoàn. Và nếu cộng đoàn nói mà không nghe nữa, thì kệ nó như người ngoại và người thu thuế. Quả thật, mục đích sự can thiệp sửa lỗi của chúng ta không phải là để kết án người anh chị em mình, mà là để thu phục, là làm cho người anh chị em chúng ta trở lại với cộng đoàn. Nếu kết quả được như vậy, thì kể như chúng ta đã lời được một người anh chị em mình rồi. Cộng đoàn phục vụ rất thân mến, là những bậc làm cha mẹ, chúng ta có trách nhiệm chăm sóc và dạy dỗ con cái, để chúng ta không phải chứng kiến việc con cái hư hỏng, bỏ học hay sa vào tệ nạn xã hội. Thế nên, việc nhắc bảo và sửa lỗi cho con cái là điều rất cần thiết. Lời sửa dạy chỉ có thể phát sinh hiệu quả khi cha mẹ thật sự sống điều mình dạy. Bảo còn hút thuốc có hại cho sức khỏe, mà ông bố cứ phì phò hết điều này tới điều khác. Dạy con trấn rượu chè cờ bạc, mà cha mẹ cứ ma men ma đề, thì liệu con cái mình có lắng nghe hay không? Cha mẹ thì không đi lễ, mà lại để cho con cái mình ở nhà, thì làm sao để dạy cho con cái mình yêu mến thánh lễ? Như thế, cha mẹ cần phải biết lắng nghe lời Chúa và sửa dạy tính hư tật xấu của mình trước. Do đó, hành động của chúng ta là bài học, là lời dạy tuyệt vời cho con cái của mình. Chính Trần Phước A. Jaman, người hiến mình không mệt mỏi phục vụ người nghèo, kể lại rằng: lúc còn nhỏ, có lần tôi đã tò mò hút thử một điếu thuốc lá, không ngờ bị người cha của tôi bắt gặp. Ông nghiêm khắc cấm tôi không được hút thuốc. Tôi thì lại chống chế: nhưng ba cũng hút thuốc mà. Ông đứng sững một giây lát,
rồi nếm điếu thuốc vào trong lò sưởi và nói: "Từ nay ba sẽ không bao giờ hút thuốc nữa." Và quả thật, ông đã giữ lời. Sự từ bỏ của người cha đã dạy cho tôi một bài học lớn và thay đổi đời tôi. Nhờ ba, tôi dần biết tập sống từ bỏ và hiến mình phục vụ Chúa, phục vụ tha nhân. Cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, lắng nghe lời Chúa hôm nay, ước gì chúng ta biết sống tình liên đới với nhau. Tình liên đới ấy không chỉ đơn thuần là những trợ giúp về mặt vật chất khi gặp gian nan, hoạn nạn, mà còn là biết sống với nhau bằng cả một tấm lòng. Chúng ta biết chân thành giúp nhau sống hoàn thiện, giúp nhau sửa sai để mọi người được lớn lên trong ơn gọi làm người, làm con của Chúa như một Kitô hữu đích thực. Lúc này đây, chúng ta cùng nhìn lại liệu chúng ta đang đồng hành với mọi người và giúp nhau trở nên tốt hơn, hay đôi khi chúng ta cũng chỉ có biết mình và tệ hơn, tự biến mình thành một đạo hoang cô độc giữa anh chị em chung quanh mình. Nguyện xin Chúa thánh hóa chúng ta, xin cho chúng ta biết thực thi lời Chúa dạy để cùng nhau trở nên hoàn thiện hơn và xây dựng một cộng đoàn giáo xứ như một gia đình hiệp nhất yêu thương. Amen.